Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ nhé. Và hôm nay em lại tiếp tục đi xem những cái con cũ để cho các bác xem. Tại vì rất nhiều các bác hỏi em về những con hỏng ấy, mua cho nó rẻ. Thì hôm nay em sẽ đi đáp ứng nhu cầu cho các bác xem. Thì em sẽ quay đầu này, đầu omni của mấy con ấy, đầu nhiều lắm. Em thấy để mấy hàng cơ thì em cũng quay qua cho các bác xem. Rồi các bác thích con nào thì hãy chụp ảnh lại và gửi cho em, để em tìm ra lấy cho nó dễ. Thì em nghĩ là những cái đồ hỏng đấy thì ở bên Việt Nam các bác sửa thì chắc là sẽ đơn giản thôi, tại vì người Nhật nó không sửa, ít khi động chạm đến sửa, nhiều khi nó chỉ cháy một cái cầu chì thôi cũng có thể vứt đi rồi. Thì em nghĩ là mua những cái đồ đấy thì các bác sửa được thì nó sẽ rẻ hơn là cái đồ mua sống và bảo hành, nhưng mà em nghĩ là cũng tiền nào của đấy thôi, không thể nào mà đồ cũng có con này cũng có con nọ. Thành ra là các bác mua thì các bác hãy xem trước, tại vì đấy là đồ không bảo hành không gì hết. Thì bây giờ em sẽ mời các bác cùng đi xem với em. Các bác hãy cho em xin một like, một share và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Và bây giờ em mời các bác cùng đi với em ạ. Let's go. Và đây em sẽ quay cho các bác những con hỏng này, thì các bác sửa em nghĩ là rất ok, nhiều con em cắm còn vẫn sống nữa. Đó, rất là nhiều. Em sẽ quay tìm những con đầu em quay cho các bác xem nhé, tại nhiều bác hỏi đầu. Đây, con Marang Victor Tenix. Em tìm những cái loại nổi tiếng này nha các bác nhé. Đây con Dominic A10 3 năm mã, giá hơn 4 triệu là mua, chưa tính công gửi về và tính công của em. Đây, mặt này, mặt mũi này rất là đẹp. Giá tiền đây. Và tiếp theo là một con Maran ST50, giá hơn 600.000. Maran hôm nay đang là 220 rồi, 660.000 và thuế nữa, khoảng 700. Đấy, mặt nó đây. Mình quay tại nó để đứng nha các bác nhé, thành ra này em quay phải như này, em không ngang người ra cho các bác xem. Nó đang đây, ST50 thì nó tương đối 80%. Và Onkyo, mình sẽ quay qua cho các bác xem thôi. Em chủ yếu là em tìm những con đầu cho các bác xem. Rất là nhiều loại, ra này em cũng không để ý được hết. Thì các bác xem một con nào ngồi các bác chụp ảnh lại, em sẽ quay chậm cho các bác xem. Em thấy rất là nhiều bác thích cái đồ này nên rẻ, tại vì em thấy ở Việt Nam thì các bác sửa rất là giỏi, những cái đồ này mua là rất là ok. Thì em chỉ tìm những cái con nào mà nó thương hiệu một tí. Đây là con Sony nó bị hỏng này, F60, con này giá khoảng 7-8. Âm đi, nhưng mà nó bị long mất cái ấy này, nó vẫn còn bên trong. TAF60 nhiều thập cổng lắm, thành ra những cái loại này em ít để ý đến. Nhiều bác cứ hỏi quay những loại này mua cho rẻ thì em sẽ quay, nhưng mà em không quay suốt được những cái loại này, nó có là mới thì em quay tiện em quay vào thôi. Nhưng mà video này em sẽ dành riêng cho cái đồ hỏng này cho các bác mua để sửa. Đó, Yamaha, em đang tìm những cái đầu. Mấy con dưới này thì con Sony này, 353 này, giá hơn 500.000, hơn 600.000, mà nó đang cao. Và một cái đầu Kenwood này, đầu Kenwood này là có giá hơn 200.000 thôi. Thương hiệu là KTF3010. Đó là đầu Kenwood cùng với cả con Sony. Đó, quay tổng thể cho các bác xem. Pioneer, đây có con Pioneer VSA 700, giá khoảng 700.000,
Em chỉ quay cái thông số của nó thôi, còn các bác nào muốn mua thì hãy tra nhé, tại vì nó để ở đây em không nuôi ra được đâu. Nuôi từng con ra một thì cũng mà đến quay cho các bác hàng cả tiếng, nên em chỉ quay cái số thông số của nó. Là một con Pioneer 353, con này có giá khoảng 500.000, hơn 400, vẫn mới lắm các bạn ạ, rất là mới. Nhiều khi nó chỉ hỏng một cái gì thôi nó cũng vứt ra đây. Tôi nghĩ là các bác ở Việt Nam là sẽ được. Đây cũng con Pioneer C300. Con tách Pioneer đây nhé các bác nhé, C300. Con tách CD P650 giá hơn 1 triệu thôi, con này giá hơn 1 triệu. Đó, thì em tìm những cái con nó nổi tiếng thôi. Toa này đẩy đi sao ấy, con này Pioneer Y7 giá hơn 300. Em sẽ quay tổng thể mặt nó, con tích thì rất là mới, nhìn mặt nó mới quang luôn. Hàng bãi ở Việt Nam thì chắc là cũng em nghĩ là cái độ mới của nó cũng chưa chắc ăn được. Đây là cái bẩn bụi, cái này là bụi nó lau đi nhé. Rất là mới hai con này này, con Pioneer C300 với con này rất là mới. Bên dưới thì nó không có gì, con Samsung AX7. À, đây rồi em quay rồi. Cái này sang bên kia em quay cho các bác xem. Mình chỉ quay nhắc qua thế thôi. Bên trên này nó có con Technic RU. Đó, quay sát vào như thế rồi. Các bác thấy thì các bác liên hệ với em. Thích em nào. Đây con gì em chả biết là con gì đó. Của Toshiba. Giá hơn 6 triệu, 6 triệu rồi. Đây là cái gì ấy? Em thấy nó rất hay. Phải chạy thì chạy gì ấy. Nặng nó bình thường. Tầm hơn chục cân. Bên trên kia em thấy nó mất rồi kìa. Rất là nhiều. Cái đoạn lên zoom này thì em không quay. Đuôi này vẫn còn, nhưng hôm nay em thấy có một cái bát, không biết nó là của cái gì, nó không phải là của JBL, là bát màng giấy nhé các anh ấy, 16F7P, số của nó là 16F7P, gân thì lại gân vải thụt vào trong. Nó ở giữa có một lỗ, không đôi luôn. Nghe thấy rất là hay. Không biết là nghe có ra gì không. Công suất nó 8 ohm. À, 8 ohm có 10 watt thôi các bạn. Thấy chắc là loa đài rồi. Đó, gần như thứ đấy. Cái vải màng giấy. Con này thì hơn 100.000 thôi, nhưng mà cái tiền gửi về nữa. Vấn đề là cái tiền gửi về. Đấy, em thấy còn cái bát như vậy. Con này đi khá là nhiều đồ cũ mới. Dây dọ trước các thứ thì đầy. Thì em khuyên các bác là mua dây mới, tại vì em cũng dùng thử rồi. Em mua em về em test thử rồi. Thì là dùng không ra gì đâu. Nó là toàn bị xẹt 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 thôi, nếu em khuyên thật các bác đấy. Cũng những cái màu này nó theo màu này, từng số tiền nó theo màu này. Đấy, các bác thấy màu không? Các màu tiền. Như cái dây này nó là màu đen đây. Cấp quang đây, đầu dây cấp quang đây. Cái này nó khoảng
170, 180 rồi, hơn đấy, 190. Thì em nghĩ các bác thêm một ít nữa, các bác mua hẳn dây mới tanh thì em nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Chứ làm gì phải dùng lại những cái dây cũ này. Mà dây kia nó, em không biết là nó như thế nào. Đây có mấy cái bóng đèn em không biết ở âm ly hay ở đâu. Đấy, qua cho các bác xem, 4 cái thôi. Hơn 100.000 một cái thôi. Không phải biết là bóng đèn gì. Để ra đằng sau xem nào. Đây là toàn những cái đồ ấy đó. Đây, đầu đây. Một loạt đầu này. Sáp này. Sumut Toshiba Panasonic. Đấy, giá ở cái chỗ này con cao nhất đây. Toshiba gần triệu thôi. Còn toàn mấy trăm. Đây có mấy con, mới qua nó giá nó cũng được, nói chung là được. Mình quay ước đẩy em ít khi em quay lần xa đây, hiếm khi em quay lắm. Đây bản này của ấy con gì em không biết. Rất là nhiều cái đồ linh tinh, rất là nhiều đồ hỏng một loạt. Pioneer này, Pioneer 909 này, hôm nó có 2 con ai mua mất 1 con này. Em sẽ quay qua một loạt cho các bác thế thôi, em chứ em không giới thiệu từng tên một. Các bác nhìn thấy con nào thì các bác thích để em sẽ ghi sát vào. Pioneer 100 này, sáp ACV52 này, Panasonic này, Panasonic DV464 này, sáp DVSF50 này, mấy con Mitsubishi này, Mitsubishi nó là đây, HE10 giá khoảng 7 mít. Man dạo này đang lên nhé các bác nhé. Các bác cứ lấy nhân 20 thì đến lúc này em nhân ra bảo thích sao toàn ấy thế. Man bên em nói đúng bây giờ là nó đang lên. Đấy, các bác kiểm tra từng ngày mà xem. Lên 22 mấy rồi, hôm nay lên 22 mấy rồi. Còn những đầu Sony này. Con Sony này F300 này cũng chỉ hơn 300.000 thôi. Nhưng các bác là tính cả tiền nhẹ lắm các bạn, tầm 2-3-4 cân đấy. Đó, con này về đến Việt Nam thì nó khoảng công tiền gửi nó nằng ngoằng mà nó cũng phải tầm 2 triệu ấy. Con mới đấy, mới lắm, con đi mới lắm. Thế các bác rẻ này nhưng còn cái phí vận chuyển về là cái thứ nhất này bây giờ vẫn hiện tại 230.000 một cân. Và cái phí gửi trong nội địa nước Nhật á thì em khuyên các bác là mua từ 2-3 con lên cho tiện mua. Đồ này 50-50 thôi, nhưng em thấy là tỷ lệ nó sống là rất cao. Đó, em chỉ quay qua này cho các bác. Thì em chỉ quay qua này cho các bác xem nhé. Tại vì nó rất là nhiều đồ. Nên là em cũng không thể nào đọc từng con một. Đấy. Còn các bác muốn tìm con gì này thì bảo em thì em tìm nó sẽ dễ hơn. Em quay qua một lượt đây, quay tên những thứ có như Sony G770. Đấy, con này nó chạy bằng MD. À, con này chạy thẻ nhớ các bác ạ. Rất hay, vẫn còn cái thẻ nhớ ở đây. Không ai rút mất. Rất nhiều, rất đa dạng luôn.
Đây cũng có con Sony nữa này. Số hiệu nó chả ghi gì. Đây là những đầu bình thường, có cả con Panasonic này cũng được này. Đó, thì em quay mấy con như vậy. Nách này, có nách này có 100.000 đây. Mà ủi nó nặng lắm các bạn, để gửi về cũng quá tội. Đây là mấy con Sony này, F17 này. Còn bên dưới nữa còn đầu băng. Thì à đây. Để quay tận ở bên trong rồi các bạn xem. Hãng gì em cũng không biết nữa. Dán hết rồi, HQ à. Nó là B160B. Con này nó màu tung tung cả, em nghĩ là bị sơn ra. Con này cổ lắm này. À, con này là 2,7 nha các bác nhé, em nhìn nhầm ấy. 2,7 nó hơn 5 triệu đấy. Khá là nặng. Con đồ cổ này rất là đắt. Thì em quay qua cho các bác xem như vậy. Các bác thích con nào thì liên hệ em. Tại vì em cũng không thể nào quay lâu được cho các bác xem. Thì các bác xem và thích em nào chụp ảnh lại xong rồi khoanh lại cho em thì em sẽ dễ hơn, còn các bác cứ nói tên thì mất tôi em lại phải tra tìm, mất thời gian của em lắm. Thế là mong các bác hãy chụp ảnh lại cho em, đấy là em xem cái đấy là xong, nó dễ hơn. Đấy, nó quay một lượt lại. Đây con Yamaha giá hơn 200.000. Rất là nhiều người ta dạng đó. Thì chắc là em cũng xin kết thúc video ở đây đây. Hẹn gặp các bác ở video tiếp theo nhé. Và bây giờ em xin các bác cho em xin một like, một share và đăng ký kênh của em. Và em xin chào tất cả các bác ạ.